chào các bạn. Mình là Tiến Minh. Bạn này là Tiến Minh. Còn bạn này là Ba Thiện của Tiến Minh. Đây là Ngọc Nhi. Bây giờ mình nhớ đăng ký. Mình phải ghi là Ngọc Nhi TV rồi nhờ nhớ đăng ký cho chúng ta nhé. Like và... Hôm nay Ba Thiện sẽ tặng Minh một món quà rất là đẹp. Đấy, chàng trang trang. Đây là vòng cổ vàng. Đây là vòng cổ và vàng, màu vàng nhá. Rất đẹp luôn. Đây. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Đẹp tuyệt vương, ông ánh không? Đấy. Bây giờ sẽ là của Minh đấy. Mình thích không? Có đẹp không? Wow, cái này chú này là chú bọc. Cái này là chú bọc. Được rồi, để đẹp vãi. Ba cởi cái này ra nhá. Để cởi cái này đã. Cởi cũng ra nhá. Cởi cái này rồi mới nhìn. Nó xanh điệu thật đấy. Xanh điệu không? Đây là túi bọc nè. Nó chỉ đóng thế này thôi. Tiến Minh rất là xanh điệu nên lúc nào cũng phải đeo hàng hiệu. Đấy. Nó dài quá không? Không. Nó dài quá. Phải cho ngắn lại đi nhỉ. Đẹp không? Màu xá. Có hai màu rất là đẹp. Không ba là nghèo, không ba là xấu. Còn giàu hơn. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của Tiến Minh nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.